Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng Tuấn. Hiện tại thì Tuấn đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Và trước đó thì các bạn cũng biết là Tuấn có khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản. Và ngày hôm nay rất là vui, Tuấn đến thăm xưởng cơ khí của anh Cường. Anh Cường này thì trước đây ảnh là thực tập sinh do công ty ESU2 phái cử. Ảnh đi năm 2010 và về nước khoảng 2013. Thì sau khi về nước á, thì anh Cường này rất là tài giỏi. Ảnh về tiếp tục làm việc tại Bình Dương cho cái công ty Nhật mà anh đã làm việc ở Nhật Bản. Và chức vụ của anh làm đó chính là giám đốc. Và sau một khoảng thời gian thì hiện tại là anh đã về quê hương Tiền Giang và phát triển cái xưởng cơ khí này đây. Rất là tuyệt vời luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào thăm anh Cường và nghe những chia sẻ từ anh nha. Mọi người cùng đi theo Tuấn nha. Đây là xưởng của anh Cường nè mọi người. Rất là to, rất là to. Đây là xưởng cơ khí chế tạo sửa chữa máy Cường Đạt. Ở đây thì chuyên xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, rồi sắt hộp, vuông, ống tròn, vân vân, rất là nhiều đó. Thì địa chỉ ở đây là ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại thì có trên này luôn. Thì ở đây chúng ta cùng vào gặp anh Cường để nghe anh Cường chia sẻ nhiều hơn nha. Dạ, chào anh Cường. Rồi, chào anh. Dạ, anh khỏe không? Khỏe. Dạ. Dạ, dạ. Thì ngày hôm nay thì em đến thăm xưởng của mình. Dạ. Anh tiện thì gặp anh Cường để mình có thể chia sẻ nhiều hơn về Nhật Bản cũng như là những cái trải nghiệm của anh ở bên Nhật. Dạ. Thì chào mọi người, đây là anh Cường lúc nãy mà Tuấn có giới thiệu cho mọi người. Thì anh Cường trước đây là một học sinh và anh đã đi sang Nhật làm việc 3 năm. Sau khi về nước thì bây giờ hiện tại là anh có một cái xưởng cơ khí như thế này. Thì ngày hôm nay chúng ta gặp anh Cường để chia sẻ nhiều hơn. Rồi, chào các bạn. Dạ, thì anh Cường có thể chia sẻ với mọi người được hiểu rõ hơn là trước đây thì cơ duyên vì sao mình lại quyết định sang Nhật làm việc, trong khí ở đây thì mình chắc cũng đã làm việc từ cơ khí rồi nè. Rồi tại sao lại quyết định không làm việc ở Việt Nam nữa mà chuyển sang bên Nhật để làm việc? Trước đây mình cũng học ở trong trường Đại học Tiền Giang ra nghề, rồi mình thấy bên Việt Nam mình nói chung là cũng chưa có phát triển bằng bên Nhật, nên mình quyết định sang Nhật mình làm việc. Mình kiếm tích lũy những cái kinh nghiệm và những tài chính về, mà tới bây giờ mình mới đủ cái điều kiện để mình mở ra những cái xưởng như bây giờ. Dạ. Trước đây thì khi vào trường Kaizen học thì ngoài tiếng Nhật ra thì anh còn học được nhiều về tác phong cũng như là văn hóa này kia từ thầy cô, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi khi sang bên Nhật á thì mình làm việc bên đó 3 năm, thì không biết là trong suốt quá trình 3 năm đó thì có những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào không? Khó khăn và thuận lợi cũng có. Dạ. Khó khăn mình bên Việt Nam thì mình qua cái thời tiết. Thứ nhất là cái thời tiết mình, cái độ lạnh mình chưa có tiếp xúc được. Dạ. Nên bản mình khó khăn là cái thời tiết. Thứ hai nữa là cái tiếng Nhật của mình cũng chưa có đủ để mình qua bên đó để mình làm việc trực tiếp với người Nhật. Nên mình học những cái tiếng Nhật mình giống có bên Việt Nam cho nó cứng, mình qua bản mình làm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Kinh nghiệm của em là như vậy. Dạ. Dạ. Và trước thì không biết là ở trường á, anh học khoảng từ cái lúc mà đăng ký vô, rồi học khoảng bao lâu, rồi đậu phỏng vấn, rồi sang bên Nhật? Mình học trong trường khoảng 1 năm. Khoảng 1 năm. Dạ, học 1 năm thì thời gian đó tiếng Nhật mình nó sẽ cứng hơn, đúng hơn. Để qua đó mình có thể mình giao tiếp được với sếp Nhật nè. Dạ. Thì người ta chỉ thị công việc thì mình cũng nắm được rõ hơn. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bên Nhật thì trong thời gian bên đó thì thời gian đầu anh sang á, thì làm việc không biết là có bị xếp la không? Có nhiều chứ. Tại vì một phần là mình nghề mình cũng chưa vốn đủ lắm. Dạ. Thứ hai nữa là tiếng Nhật mình cũng chưa đủ mà mình cũng bị xếp Nhật ra nhiều. Dạ. Tới bây giờ mình cũng yên tâm là có điều kiện, cái kinh nghiệm mình là có bây giờ là đủ. Dạ. Tương đối đủ. Thì những cái lúc mà bị la như vậy rồi anh có cảm thấy buồn không? Hay là mình phải... Buồn nhưng buồn lắm nhưng mà phải tự tin động lực để mình đưa dương lên. La là phải bị buồn rồi. Dạ. Hôm nay thì em đến thăm cái xưởng của mình á. Thì anh Cường có thể giới thiệu sơ về cái xưởng. Rồi, mà mời. Quá trời mất luôn. Đây... giới thiệu anh, đây là cái máy chặt tôn. Dạ. Máy chặt tôn để mình ra những quy cách khách hàng tới đặt tôn như thế nào, mình chặt ra quy cách như vậy để mình bán lẻ cho khách hàng vậy. Dạ. Còn
Bên đây cũng là máy chặt, mà máy chặt nhỏ. Máy chặt nhỏ. Còn bên giống như bên Nhật luôn, cái đợt em ở bên đó đó, em cũng đến em thăm các công ty á, thì cái công ty mà trước đây anh làm em cũng đến rồi á. Em đến em thăm thì thấy giống cái môi trường nó giống bên Nhật vậy đó. Đây là cái máy chấn. Chấn gốc. Của Nhật hả? Của Nhật. Của Nhật hả? Còn đây là cái máy lóc, lóc ống. Lóc ống. Xịn quá ha. Cái này là mang từ bên Nhật về hết luôn ha. Bên Nhật. Mình chuyển hết bên Nhật về. Còn đây là cái máy uống, uống giống như uống cửa cổng, uống vòm tròn cửa cổng. Uống vòm cửa cổng. Quá hiện đại. Đây là hai cái máy tiện cơ. Máy tiện cơ. Máy tiện cơ. Còn em nghe bên cơ khí có cái gì, máy CNC là CNC là... không phải, này là máy cơ, máy tay. Còn máy CNC là tự lập trình điều khiển tự chạy. Đúng rồi. Em không biết cái này. Rồi, đây cũng là máy tiện cơ giống như bên đó thôi. Hai máy giống nhau, nhỏ hơn xíu. Cái này là mình hết hàng ngày mình làm, mình quen hết. Của cái máy ở Nhật với Việt Nam nó có khác hay giống nhau không? Không, nó cũng giống. Giống nhau. Đúng rồi. Máy cơ là nó đều giống hết. Còn đây là cái máy bào, máy bào, máy sọc, sọc rãnh then, sọc nhông rồi. Quá trời máy luôn. Còn đây là máy phay, máy phay cơ. Máy phay, tỳ phay. Phay cơ. Còn đây là máy cưa ống, cưa láp. Đầy đủ máy, máy hết. Đây là máy xe. Cục máy vậy. Rồi đây là bên sau lưng, đây là máy hàn. Máy hàn mít. Hiện tại thì ở xưởng mình có những cái dịch vụ như thế nào anh Cường? Mình giống như là mình cắt tôn theo yêu cầu. Hoặc là bán ống cho những người ta cất nhà tiền chế. Cất nhà tiền chế giống như là xưởng, đại khái như là xưởng của mình đi. Là bán những hàng là tôn, rồi bán sắt, ống sắt, hộm, kẽm, với gia công cho thành phẩm cho những người khách luôn. Rồi ngoài ra là còn thêm dịch vụ nào nữa không? Mình cho thuê máy. Cho thuê máy. Cho thuê máy, máy đầm, máy phát điện, xe nâng. Mình cho thuê hết. Quá tuyệt vời luôn. Thì trước đây anh Cường á là người con của quê hương Tiền Giang, rồi sang bên Nhật học tập làm việc bên đó, rồi bây giờ tiếp tục về nước, rồi lại tiếp tục là có một cái xưởng cơ khí rất là to như thế này. Tất cả máy móc ở đây là trời, phải nói là đầu tư kinh khủng lắm đó, đúng không? Đó, thì cả một cái quá trình làm việc rất là miệt mài, rất là chăm chỉ. Và ngày hôm nay thì có cái thành quả như thế này, thì đây là cũng là một cái tấm gương để cho rất là nhiều những bạn trẻ, các bạn noi theo. Các bạn phải thấy đây là một cái động lực gì đó rất là lớn để mình ngay từ hôm nay mình phải xác định là tương lai mình làm cái gì, và mình phải xác lập cái kế hoạch rõ ràng để mình thực hiện những cái ước mơ của mình. Đúng. Thì không biết là anh Cường có những cái điều gì nhắn nhủ lại với các bạn đang băn khoăn về chương trình đi Nhật, hay là đang chuẩn bị sắp đi Nhật. Tôi có mấy điều nhắc nhở, là những cái kinh nghiệm của tôi có, tôi nhắn nhủ cho các bạn thực tập sinh hay là còn đang học ở bên Việt Nam, là các bạn phải ráng cố gắng lên, dù như thế nào phải cố gắng lên. Tôi đã đi trước rồi, tôi biết như thế nào, khó khăn rất là nhiều, nhưng mà cái nào cái cố gắng lên thật nhiều lên là sẽ được. Rồi cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là nhiệt tình, đầy nhiệt huyết của anh Cường. Thì hy vọng là các bạn lấy đó làm động lực để mình cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi ngày hôm nay thì cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Đã chia sẻ cũng như là giới thiệu rất là nhiều về nhà xưởng của mình nè. Vậy thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì xưởng của mình nó sẽ càng phát triển hơn nữa. Rồi đưa những cái sản phẩm, có những cái dịch vụ tốt hơn nữa để cho
những người dân ở xung quanh và đi xa hơn ở các tỉnh khác nữa. Rồi. Rồi, cảm ơn Cường rất nhiều. Rồi. Dạ. Rồi, xin chào mọi người nha. Rồi, chào mọi người.